cả nhà. Cả nhà cùng mình đi vô chợ Sài Gòn nha cả nhà. Chợ Sài Gòn New Market nha cả nhà. Ở trong đây cái khu này, cái chợ người Việt của mình lớn lắm cả nhà. Chợ này nó ở đường Khôi Nia với ở đường Khôi Nia với đường gì ta? Đường Khôi Nia với Colin. Rồi bây giờ mình sẽ đi vô bên trong. Mình lấy cái xe mình đi vô bên trong cả nhà. Đây, bước vô tới chợ là hàng trái cây nè, chôm chôm nè, dưa gan, trái dải, thanh long. Ngon quá ha cả nhà ha, thật là tươi luôn. Ở trong đây là hàng tươi tốt, giá thấp, tiết kiệm hơn quỷ nha cả nhà. Ở đây bán đủ thứ đồ hết trơn luôn nè. Việt Nam mình chiếc chuối của Việt Nam. Ở đây giờ không có thiếu còn cái gì ha cả nhà ha. Cơm cháy khô nè. Chanh này 6 trái 1 đồng nha. Chanh. Rồi 6 trái có 1 đồng thôi, mình lấy 2 đồng luôn đi. Mình lấy 12 trái đi. Kiwi này ngon quá, thôi mình lấy một thùng này đi. Mình lấy một thùng kiwi này. Kiwi này á, màu vàng này nó rất là ngọt cả nhà. Mình lấy một thùng này mình cũng không biết thùng này bao nhiêu luôn. Rau rất là tươi luôn ha. Rau răm, rau thô. Ồ, dưa chua nè. Ở đây có bán dưa chua nữa ha. Cái hàng dưa này ngon quá. Mua heo quay rồi kiếm dưa chua. Dưa chua này để về xào với giò heo quay. Dưa con á, dưa cải, 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 dưa cải,
dưa chua chua, sẽ có hai bịch dưa leo chua, bắp cải chua. À, ở đây có măng, dưa măng luôn nè cả nhà. Đặc biệt là gông biển này mình mua về mình nấu canh với đậu hũ ngon lắm cả nhà. Đậu hũ vào. Đây dưa leo muối, dưa cà rốt, dưa bắp cải, dưa sen, dưa củ kiệu, dưa hành giá. Cái này là dưa gan, mình nghĩ cái này chắc dưa gan. Ôi ôi, cái này là món Việt Nam ngon không luôn. Trái cây tươi rồi rối luôn nè cả nhà. Ôi ôi, bồm. Cái táo quá chừng ngon luôn. Dưa leo Việt Nam, dưa leo Mỹ, su hào, chanh vàng và chua. Hấu này 6 đồng trái nha cả nhà. Chuối cao này 1 đồng 59 một pha. Chuối sứ này 1 pha 99 xem. Còn mất giá thì mất này 1 pha 99 xem. Trời ơi, công nhận hàng khủng không à. Ôi trái này hết biết bự luôn rồi. Đây một phao 99 xe, mình nghĩ là chắc cái này chắc cái gì cũng 40 đồng. Sẽ lấy trái này không biết nó ngon hay không, cái này mua hên xui thôi cả nhà ơi. Mình lấy trái này đi. Còn đây là sầu riêng 5 đồng 99 một phao. Thấy trái nào cũng ngon hết. Mà trái này cũng ngon rồi, thôi mình lấy trái này đi nha cả nhà. Trái này mình nghĩ chắc khoảng 3 mấy đồng, mình lấy trái này đi. Bắp đủ loại bắp luôn. Ồ, bắp nếp này ngon nè, bắp này ngon nè. Bắp này nè, bắp trắng có vỏ rất là hấp dẫn. Mình sẽ lấy hai quả bắp này luôn. Nhiều lắm cả nhà ơi, đồ quá chừng đồ luôn nè. Cái chợ lớn mênh mông, mặt hàng đa dạng. Giờ mình sẽ mua thịt này nè. Con mình nó thích ăn cái mấy cái thịt bò này. Ăn thịt bò này, bò đại này, con mình nó thích ăn bò đại hàng này. Một dĩ cái gì đây nè cả nhà, là một đại dĩ đâu, dĩ như thế này. Sẽ lấy dĩ này. Đây là gà, mình sẽ mua một con gà á thôi. Ôi con mực này cả nhà, con mực này nè, con mực này nè, có 3 cái que này nè, là 16 đồng đi cả nhà. Wow. Ồ con mực này, con mực này làm gì ăn trời. Con mực này 10 đồng. Mà chà bá lửa thì cưng quá, hay mua hai con này nữa. Mua hai con này với con gà. Đây mình lại cái hàng này mình lấy con gà ác với hai con mực. Con gà ác này 11 đồng. Bịch mực này 3 con 10 đồng. Trong chợ này có hàng vịt quay với heo quay luôn. Mà mình đi giờ này con heo quay nó còn có nhiêu đây nè cả nhà. Ở chỗ này quay vịt quay với heo quay ngon lắm. Mà nó còn có nhiều đây. Để mình đi chợ.
hai phao này. Có lòng luôn nè, có phá lấu luôn. Tới đây mới có 1 giờ mà sắp hết rồi. Còn đâu chừng khoảng 5 phao nữa là hết con heo quay rồi đó cả nhà. Ở đây mọi người muốn đi ăn heo quay, vịt quay, cả nhà phải đi sớm. Đây là gà tươi, làm sẵn một con 10 đồng. Còn ở bên đây là 13 đồng. Nhưng mà thật sự mình ăn gà ăn mấy cái con thịt nhiều bự gì đây đâu cả nhà. Đó, mình thích ăn gà giống như của Việt Nam nè. Đó, con gà vàng tươi nè, 13 đồng một con. Gà này cái ngon. Mình sẽ lấy hai con gà cả nhà ơi. Thank you. Yeah. Vịt muối luôn cả nhà. 6 trứng là 5 đồng 29 nha. Hộp vịt muối. Có là vịt bánh thảo luôn. Ở trong cái chợ này họ có bán bằng đạo nè. Xịa nè. Đồ Việt Nam có đủ luôn nha. Chảo nè, bằng đạo nè. Chổi nè.
À, cái này họ hay quá ha. Họ có bán cái đồ này thì mình chỉ giúp để đựng đồ ăn, đựng cho bụi nó vô, cái này hay nè. Này là đồ trong nhà bếp nè. Các bạn muốn mua cái gì ở đây cũng có nha. Lò nướng nè, dĩ nướng, đồ đánh trứng, nói chung là cái gì cũng có. Lò ga cũng có luôn, nhiều lắm luôn. Xà bông tắm luôn cả nhà. Đây họ có bán đồ thờ luôn cả nhà. Con mình nó thích uống chai nước nha đàm, nó mình phải mua chai nha đàm. Mình sẽ lấy một chai này cho con mình. Đồ ăn che lì cho bé Huy đã làm cái mẫu đẹp không? Mấy cái che lì này ngon lắm nè, hiểu cái giải này ngon. Nhà mình cũng ưa ăn cái bánh này luôn á nha. Cái bánh này 7 đồng 49 một hộp, nó ở bên trong nó có từng bịch luôn á. Cái nhà mình muốn ăn thì mình chỉ lấy ra từng bịch mình ăn thôi. Cái bánh này nó tiện lắm, mình lấy hộp này luôn. Còn phần ba khía nè, còn ba khía này ba khía chưa trộn luôn á nè. Hồi nào tới giờ mình mua ba khía trộn rồi thôi, cái này ba khía chưa trộn mình chưa bao giờ biết. Mua thử hủ nè, hủ này 5 đồng cả nhà. Nhà thử thôi. Rồi mình sẽ mua cái hũ trộn rồi một hũ. À. Bỏ quá nha. À, lần đầu tiên mình mới thấy nha, ba khía chưa trộn có ở Mỹ này nè. Mình mua hũ này, hũ trộn với hũ chưa trộn. Nhưng mà cái hiệu này ngon nữa là ba khía tỏi ớt này nè, mình đã mua ăn rồi, cái hiệu này ngon lắm nha cả nhà. Cả nhà có đi chợ mua ba khía hiệu này nè, hiệu nàng tiên múa nè. Còn cái dãy này là cá đối nè cả nhà, cá chạch nè, cá kèo nè, đủ thứ cá hết trơn cả nhà ơi. Ồ, cá bổi này là cả nhà, ba con mà 12 đô nha cả nhà. Trời ơi, ba con 12 đô, cá bổi mắc dễ sợ nè. Đây nè, đủ thứ cá nè. Cá đối này một bịch 4 đồng mấy. Cái đói này về chiên xù ăn cũng được. Tại vì ở bên này mình làm, mình đi làm một tuần mình mới ở không được một ngày cả nhà. Cho nên mình đi chợ là mình mua một lần một xe gì đây nè. Và về mình ăn nguyên một tuần luôn. Cá tôm, cá tôm trắng, cá tôm đen. Rồi với mình có cá chê vàng nữa là mình sẽ mua 2 con cá chê này. Về mình nướng mắm gừng. Hơi bị nhiều rồi đó cả nhà đó. Lấy một cái một chút gần đậy xe luôn rồi. Ở đây họ có bán lương luôn nè, lương đông đá. Cho nên là hồi nãy mua thịt heo quay rồi em nghĩ chắc ăn không đủ, cho nên không mua con vịt luôn. Dạ. Em ở đây cũng khoảng 15 phút. Em đi làm á, em không có thời gian. Giờ mua cái con vịt quay này về ăn luôn. Hôm nay khỏi mất công nấu đồ ăn. Em làm móng tay, em làm móng tay. Là chú ở đây một phần một bịch là 159 xe một bịch gì đây nè cả nhà. Chú mà đi ra tính tiền. Đây là mình, cả nhà mình mua nguyên chiếc xe này nè. Mình mua nguyên chiếc xe này là mình ăn tuần này là 308 đô, hai mấy thêm nha cả nhà, 308 đô mà đồ ngon nha cả nhà, cái cây ngon ngon không. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ đồ lên xe mình đi về nha cả nhà. Ở trong đây thì nhiều lắm, gà tôm thịt cá thì mình ăn nguyên một tuần luôn á cả nhà. Tại vì ở đây á ai cũng đi làm không có thời gian đâu mà mỗi ngày phải đi chợ, cho nên ở đây á
người ta đi chợ một lần vậy là người ta ăn cả tuần luôn. Khi nào mà giống như là kẹt lắm người ta quên cái gì người ta đi thôi, chứ còn không có là người ta mua người ta ăn nguyên một tuần luôn cái này. Còn đồ ngon không luôn. Ở bên này á, mua mấy cái bắp này nè, nó chín này về mình chỉ bỏ vô mình luộc lại mình ăn thôi. Cái này đi chợ một lần 300 mấy, chắc đầy một cốp xe làm sao luôn rồi nè cả nhà. Nè còn trái mít chưa bỏ lên nữa nè, trái mít mình bỏ vô cốp một chút. Ồ nắng nóng quá cả nhà ơi, trời cả 100 độ luôn á, 99 độ luôn cả nhà. Nóng mà nãy giờ mình lội vô chợ mình quay hả cả tiếng đồng hồ luôn, cái mặt mình nó ngu luôn. Nóng quá thì nóng luôn, nhưng mà ở trong thì nó lạnh. Ở trong chợ mà trong cái hàng cá đó, cái nhà với cái hàng rau thì nó lạnh dữ lắm luôn, trong mấy cái pho trình nó lạnh lắm. Mà đi ra tới cái cổng rồi ở ngoài trời 100 độ luôn, 99 độ luôn. Và bây giờ mình mua xong rồi mình đi về cả nhà. Cái chợ này nằm ngay chân chỗ đường Pioneer với Collin nha cả nhà. Cả nhà ở dùng tháp xịt này nè, ở gần đây cả nhà đi vô cái chợ này nó rất là tiện luôn, tại vì bên trong họ bán đủ thứ đồ hết trơn, rồi có hàng heo quay với vịt quay với phá lấu luôn, cho nên là mình đi vô trong chợ mình mua được mọi thứ luôn cả nhà, cho nên mình không có cần đi vòng vòng. Mình cảm ơn cả nhà đã xem video của mình, đừng quên bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Mình cảm ơn cả nhà thiệt là nhiều luôn á. Thank you, bye 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 bye.